Sáng ngày 19 tháng 7, tại Trung tâm Văn hóa Sứ Đông, thành phố Hải Dương, đã diễn ra lễ khai mạc chương trình Hiến máu Hành trình đỏ lần thứ 8 với chủ đề Hải Dương ngàn trái tim hồng và tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2022-2024. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn dân về nghĩa cử cao đẹp hiến máu tình nguyện, để mỗi người coi đó là việc làm cần thiết, thường xuyên, định kỳ hàng năm, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình trong công tác này. Tại buổi lễ, 129 tập thể, cá nhân và các gia đình là các điển hình tiên tiến trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2022-2024 đã được trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, cũng như giấy khen của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. Nhân dịp này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn của huyện Kim Thành. Chỉ trong ngày 19 tháng 7, chương trình đã tiếp nhận gần 1.300 đơn vị máu. Ngày hội sẽ còn kéo dài đến hết ngày 20 tháng 7.